Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Ninh Dương Lan Ngọc và ba mối tình với các chàng trai trong showbiz. Trước nghi vấn yêu chị Dân, Ninh Dương Lan Ngọc từng hẹn hò với diễn viên La Thành và diễn viên Minh Luân. Ninh Dương Lan Ngọc là diễn viên hài La Thành từng hẹn hò 3-4 năm từ khi cả hai còn học trong trường sân khấu. Nhưng rất ít xuất hiện bên nhau. Trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm, La Thành chia sẻ, anh tự ti với bạn gái về danh tiếng. Bởi lúc đó Ngọc may mắn bật lên từ phim Cánh đồng bất tận, được truyền thông săn đón, còn anh chỉ diễn kịch ở sân khấu. Cả Nguyên Ương chia tay trước thời điểm Lan Ngọc đăng quang quán quân Bước Nhảy Hoàng Phủ năm 2015. Chia sẻ về lý do đừng ngại nay đi, La Thành từng bộc bạch. Chuyện chúng tôi chia tay không hề do áp lực nghề nghiệp. Tôi và Ngọc đều là những người thực tế, ngay từ đầu đã xác định với nhau không nhập nhằng tình yêu và công việc. Ngọc cũng không phải dựa vào sự nổi tiếng của mình mà đòi hỏi hay ra vẻ. Chúng tôi chia tay nhau vì những mâu thuẫn cá nhân, sự hiểu lầm. Anh khẳng định sau khi chia tay, hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè. Mối tình thứ hai của Lan Ngọc. Minh Luân công khai mối quan hệ với Lan Ngọc vào tháng 11 năm 2015. Diễn viên tâm sự, anh yêu tính cách hồn nhiên, vô tư và thông minh của bạn gái. Cả hai xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện. Song Lan Ngọc không thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô quan niệm nói trước sau bước không qua. Trong khoảng 3 năm yêu nhau, Minh Luân, Lan Ngọc hay giận dỗi, từng tan vỡ rồi lại tái hợp. Nguồn tin thân cận tiết lộ, Minh Luân đã cầu hôn Lan Ngọc nhưng cô không nhận lời vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Bản thân người đẹp chính ít cũng ngầm thừa nhận điều này. Trong chương trình Chuyện Tối Nay cùng MC Trấn Thành, cô tiết lộ, hai người đàn ông tôi quen đều muốn cưới tôi làm vợ. Thế nhưng tôi không có ý định kết hôn, nên chuyện tình cảm cuối cùng cũng không đi đến đâu. Khoảng tháng 4 năm 2018, nghi vấn Lan Ngọc hẹn hò chị Dân bắt đầu rộ lên khi cả hai bị bắt gặp đi xem phim, đi ăn cùng nhau. Thời điểm đó, chính Minh Luân đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc. Anh cho biết khi ấy, tình cảm của cả hai vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Lúc đó tôi gọi điện và nhắn tin cho Lan Ngọc không được, không ngờ cô ấy lại đi với chị Dân. Đáng lẽ có gì cô ấy nên nói với tôi một tiếng, cô ấy không nói lời nào và hành động như thế. Về phía Lan Ngọc, cô luôn chọn cách im lặng trước những lùm xùm. Đến nay cả Lan Ngọc và chị Dân đều chưa một lần lên tiếng khẳng định tình cảm, dù thường xuyên đi cùng nhau, âm thầm ủng hộ nhau. Nam ca sĩ hơn một lần khen bạn gái tin đồn xinh đẹp, thông minh và tài năng. Anh thừa nhận có cảm tình với Lan Ngọc ngay lần đầu gặp. Còn Lan Ngọc quan niệm, tôi không muốn khán giả thấy mệt mỏi với chuyện tình cảm của mình, cho nên đến khi nào đám cưới thì tôi sẽ công bố. Giữa tin đồn hẹn hò, mới đây chị Dân đã lên tiếng về mối quan hệ với Ninh Dương Lan Ngọc. Nam ca sĩ khẳng định giữa anh, Lan Ngọc và ST Sơn Thạch là những người bạn rất thân. Cách đây ít ngày, những người bạn của Lan Ngọc có mặt ở Huế, đây cũng là bạn của chị Dân. Nam ca sĩ có một số công việc cần bàn bạc, trao đổi nên đã gặp gỡ. Về việc xe của Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong hậu trường MV của chị Dân. Chị Dân cho biết, ngày hôm đó xe của mình có trục trặc nên mượn xe của Ninh Dương Lan Ngọc để đi quay. Với chị Dân, Lan Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước cô nàng này, và chị Dân cũng không ngoại lệ. Chị Dân khẳng định thêm chuyện tình cảm thì chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn công bố, rồi đến khi chia tay phải lên phần trần kể lể. Chị Dân hiểu rằng khán giả rất lo lắng cho mình, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chàng muốn những người yêu quý tập trung vào sự nghiệp của mình hơn. Tin đồn chị Dân và Lan Ngọc đang hẹn hò vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ. Bởi cả hai khá kín tiếng trong chuyện cá nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Dân mạng tình cờ phát hiện ra trong bức ảnh hậu trường mới của chị Dân xuất hiện một chiếc xe trắng, trùng hợp với Ninh Dương Lan Ngọc cũng chạy chiếc xe tương tự với biển số trùng khớp nhau. Ngay lập tức dân mạng đoán ra ngay rằng, trong quá trình chị Dân quay sản phẩm mới, bạn gái tin đồn cũng đồng hành bên cạnh. Trước đó cặp đôi này còn bị soi khoảnh khắc đang ăn uống cùng nhóm bạn ở Huế. Được biết thời điểm này Ninh Dương Lan Ngọc đang ở Huế để quay phim. Sau khoảng thời gian dành cho công việc, nữ diễn viên tụ tập bạn bè. Không biết vô tình hay cố ý, chị Dân cũng xuất hiện trong nhóm bạn này. Nếu chị Dân cũng tham gia bộ phim thì không có gì để bàn. Nhưng nếu anh không tham gia phim nhưng cùng đồng hành với Lan Ngọc thì đây tiếp tục lại là một câu chuyện khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.
Ngoài ra, suốt một thời gian dài, Chí Dân và Lan Ngọc liên tục bị bắt gặp đồng hành cùng nhau. Lộ nghi vấn, Ninh Như Lan Ngọc vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ ở mũi. Chiếc mũi bỗng dưng thẳng tưng, như mọc từ trên trán xuống. Ninh Như Lan Ngọc bị nghi mới giao kéo nên chưa vào phơm. Nữ diễn viên tiết lộ cô muốn được hát tại đám cưới sắp tới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Không những thế, cô sẽ hát nguyên một album của Đông Nhi và có thể hát một bài 10 lần để đáp ứng nhu cầu của khách mời. Ngay khi chia sẻ, người hâm mộ không khỏi thích thú trước sự hài hước và chất giọng chua lè của Lan Ngọc. Tuy nhiên, một số người tinh ý phát hiện điểm khác biệt trên gương mặt của nữ diễn viên, gái nhà lắm chiêu. Theo đó, khán giả nhận được chiếc mũi của Lan Ngọc có phần không tự nhiên, như mọc từ trên trán, khiến mặt tiền của mỹ nhân sinh năm 1990 mất cân xứng. Đặc biệt khi nhìn cận ở góc nghiêng, chiếc mũi của cô nàng trông khá đáng sợ. Từ sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Ninh Như Lan Ngọc, người hâm mộ cho rằng cô mới can thiệp giao kéo để trùng tu lại nhan sắc vốn đã xinh đẹp của mình. Có thể do mới chỉnh sửa nên chiếc mũi của cô trông lạ lẫm hơn bình thường. Tuy nhiên, số khác cho rằng chiếc mũi của Lan Ngọc được phù phép bởi make up nhưng do lỗi nên khiến mọi thứ trở nên thiếu tự nhiên. Sửa vừa phải đẹp mà, không nhọn hoắt như mấy người ca sĩ, diễn viên kia. Sửa mà xinh lên, không biến dạng thì tội gì không sửa cho đẹp. Sửa mũi nhìn chính diện còn xinh, còn nhìn ngang đúng là ghê thật. Người ta con gái, đã có tiền lại còn trong showbiz nữa, sửa tí cũng không sao. Thời đại nào rồi còn không được phẫu thuật thẩm mỹ, là lời bình luận từ cư dân mạng. Trước đó khi chân ướt chân ráo vào làng giải trí, Ninh Như Lan Ngọc có chiếc mũi cao nhưng có phần đầu hơi to, bè thay vì thon gọn. Không riêng gì mũi, gương mặt nữ diễn viên 29 tuổi cũng có sự thay đổi rõ rệt. Dù sở hữu nhan sắc trong trẻo tươi tắn, đôi mắt tròn long lanh cùng nụ cười tươi rói, nhưng mặt tiền Lan Ngọc to bè, phần hàm vuông vắn chứ không thon gọn và chuẩn villa như hiện tại. Minh Luân, chia tay Lan Ngọc và Hồ Bích Trâm, tôi đều thấy có lỗi. Diễn viên sinh năm 1985 thừa nhận sau khi chia tay các bạn gái đồng nghiệp như Ninh Như Lan Ngọc, Hồ Bích Trâm và Dương Cẩm Linh, anh đều cảm thấy mình có lỗi. Sau một năm thua lỗ vì mở nhà hàng, Minh Luân đã tậu được căn hộ gần 4 tỷ đồng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên thừa nhận nhờ sự may mắn trong việc kinh doanh nhà đất, kinh tế của anh đã ổn định hơn. Trải lòng về bản thân ở hiện tại, Minh Luân cho hay, tôi tập trung làm việc, kinh doanh, còn chuyện tình duyên thì đợi duyên số. Một tháng đi hát 5-6 show bằng mấy tháng đóng phim. Minh Luân thừa nhận 3 năm qua phim truyền hình phía Nam bị khủng hoảng, lượng phim sản xuất giảm, khiến nhiều diễn viên rơi vào cảnh thất nghiệp. Anh cho biết bản thân cũng đóng ít phim hơn trước, nhưng may mắn không bị thất nghiệp. Tôi bắt đầu đi hát từ năm 2013, đến năm 2016 đạt giải Á quân tình Bolero thì show diễn nhạc ngày càng nhiều hơn. Bây giờ tôi sống tốt với thu nhập từ đi hát, sự kiện, lưu diễn ở nước ngoài. Nói về thu nhập hiện tại, Minh Luân tiết lộ mỗi tháng anh nhận 5-6 show đi hát sự kiện, nhưng thu nhập hơn hẳn 2-3 tháng đóng phim. Ngoài ra, nam diễn viên vẫn tham gia game show, đóng kịch và phim truyền hình nếu có vai diễn phù hợp. Chia sẻ về vai trò ca sĩ, Minh Luân bày tỏ, tôi không có khả năng hát gây mê như ca sĩ nhưng vẫn tự tin về khả năng của mình. Tôi biết hát, giọng phù hợp với nhạc bolero nên được khán giả đón nhận. Trước khi đi hát, Minh Luân cho biết đã học qua một lớp thanh nhạc cơ bản. Ngoài ra, anh nhờ các bậc tiền bối như danh ca Hương Lan, Thanh Hà hướng dẫn kỹ năng xử lý bài hát. Tôi còn được anh Chí Tài đàn piano dạy hát, bố Hoài Linh đứng bên hướng dẫn. Tôi cảm ơn các bậc tiền bối đã hỗ trợ mình, nếu không sẽ không có Minh Luân của ngày hôm nay, anh nói. Trước câu hỏi với vốn liếng ít ỏi về thanh nhạc, có khiến Minh Luân tự ti khi đứng bên các ca sĩ chuyên nghiệp, anh bình tĩnh cho biết. Tôi chỉ run khi đi thi hát, lúc đứng trên sân khấu thì rất tự tin. Nhiều năm đứng trên sàn diễn, đóng kịch đã rèn cho tôi bản lĩnh sân khấu. Hơn nữa, khán giả tôi hát với tâm thế là một diễn viên hát chứ không phải ca sĩ, nên tôi không bị áp lực nhiều, Minh Luân khẳng định. Vẫn giữ liên lạc với người thân của Lan Ngọc. Nhắc tới Minh Luân, khán giả sẽ nghĩ tới nam diễn viên Đào Hoa, từng có mối tình với các diễn viên xinh đẹp như Dương Cẩm Linh, Ninh Dương Lan Ngọc và Hồ Bích Trâm. Đặc biệt, hai mối tình với Lan Ngọc và Hồ Bích Trâm khá ồn ào trên báo chí, khiến anh nhận không ít chỉ trích từ dư luận. Với Lan Ngọc, Minh Luân từng bức xúc lên tiếng khi phát hiện cô hẹn hò ca sĩ Chi Dân.
đến Hồ Bích Trâm. Những chia sẻ của anh trong một game show lại khiến cô bị tổn thương. Nữ diễn viên tuyên bố cạch mặt không bao giờ hợp tác với Minh Luân. Nghĩ lại, những mối tình đã qua, anh trầm ngâm nói, chuyện đã qua tôi không muốn bình luận nhiều. Tuy nhiên, để mọi chuyện ồn ào đều do lỗi của tôi. Trong mối quan hệ luôn có đúng sai. Khi chia tay sẽ có nhiều lý do, nhưng tôi sẽ nhận phần lỗi về mình. Phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông. Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với các bạn gái cũ, Minh Luân cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt, không giận hờn với bất cứ ai. Với Lan Ngọc, anh vẫn liên lạc với người thân của cô. Với Dương Cẩm Linh, nghe tin chuyện tình cảm của cô bị lục đục, anh cũng hỏi thăm. Riêng Hồ Bích Trâm, anh khẳng định không trách những phát biểu trong lúc nóng giận của nữ diễn viên. Những phát ngôn của cô ấy lúc nóng giận tôi không nghĩ gì đâu. Tôi luôn tôn trọng và cảm ơn cô ấy, anh nói. Khi được hỏi việc công khai và gây ồn ào với người yêu cũ gây ảnh hưởng như thế nào, Minh Luân thừa nhận đã mất đi lượng fan lớn. Anh nói, tôi đã chia sẻ quá nhiều về chuyện tình yêu. Sau này nếu yêu tôi sẽ kín tiếng hơn, không để xảy ra những chuyện ồn ào như trước. Anh cũng nói chuyện tình yêu quá khứ ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại của mình. Khi mới quen, đối phương sẽ dè dặt, nghi ngờ hoặc định tôi tạo đào hoa khó tin tưởng. Anh, gia đình họ càng không có niềm tin ở tôi. Tôi không thể giải thích và phân bua mãi được. Tôi nghĩ mình phải chín chắn và cẩn thận hơn trong việc chia sẻ chuyện riêng tư sau này. Sau 3 mối tình ồn ào với đồng nghiệp, Minh Luân cho biết anh đang cảm thấy ngại không dám tiếp tục hẹn hò đồng nghiệp. Vì vậy, thời gian qua, anh cho biết đã thử làm quen với người ngoài giới. Tuy nhiên, người không cùng nghề lại không đồng cảm chia sẻ công việc của tôi. Có lẽ thời điểm này, duyên chưa tới nên tôi chưa tìm được người phù hợp. Vì vậy, tôi tập trung làm việc báo hiếu cho cha mẹ và chăm chỉ đi từ thiện, anh tâm sự. Nhìn nhận lại những mối tình tan vỡ, Minh Luân cho biết anh nghiệm ra nhiều điều cho bản thân. Anh chia sẻ, tôi nghĩ mình cần biết lắng nghe cảm xúc của đối phương, dành sự quan tâm và thời gian cho bạn gái nhiều hơn. Trước đây tôi sẵn sàng hủy buổi hẹn với bạn gái vì cuộc nhậu với đạo diễn hay nhà sản xuất. Tôi nghĩ bạn gái không hẹn hôm nay thì ngày hôm sau. Điều này lại khiến bạn gái cảm thấy họ không quan trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.